Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây thì xin chuyển đến các bạn bản tin bóng đá tối ngày hôm nay, 21 tháng 2 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Dính nghi vấn bệnh ngôi sao, Đình Bắc lên tiếng thanh minh. Lo huấn luyện viên Bang Sơ tái hợp tuyển Việt Nam, báo Hàn Quốc hối thúc KFA hành động. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tin trên kênh Điểm tin bóng đá. Với tiêu chí là trung thực và cập nhật thì rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị các bạn bằng cách đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Như đã chuyển đến các bạn ở bản tin trước thì tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của câu lạc bộ Quảng Nam bị kỷ luật nội bộ sau Tết Nguyên đán. Ban đầu thì ông Văn Sĩ Sơn nói rằng là Đình Bắc bị chấn thương nên vắng mặt ở trận Quảng Nam gặp Bình Dương ở vòng 9. Nhưng nhà cầm quân người Nghệ An này đã xác nhận là Đình Bắc đã bị kỷ luật nội bộ do cầu thủ này hội quân muộn một ngày so với toàn đội. Cụ thể thì chia sẻ vào sáng ngày hôm nay với trang Southstar, ông Văn Sĩ Sơn cho biết: "Tôi bắt buộc phải làm như vậy, cầu thủ phải tôn trọng tập thể và các quy định của câu lạc bộ. Tôi muốn Đình Bắc phải có ý thức hòa nhập để được tập thể yêu mến hơn, biết sửa đổi để tiến bộ và trở thành cầu thủ lớn để cống hiến cho câu lạc bộ và đội tuyển trong tương lai." Ông Văn Sĩ Sơn hiện là đang rất lo lắng cho cầu thủ trẻ Đình Bắc bởi ông biết là cầu thủ này có tài năng nhưng ý thức về tập thể và chấp hành các quy định của đội bóng thì là không tốt. Ông Văn Sĩ Sơn nói rằng Đình Bắc mới chơi tốt một vài trận đã có thái độ căn bệnh ngôi sao. Ông cho rằng là sẽ có những lời khen sẽ khiến cho Đình Bắc ảo tưởng về năng lực rồi là lạc bước với thái độ không chuẩn mực. Câu lạc bộ Quảng Nam không có ngôi sao nhưng ông Văn Sĩ quyết định kỷ luật để răn đe học trò. Có thể thấy là nhà cầm quân xứ Nghệ này đã cân nhắc rất kỹ về án phạt nội bộ cho Đình Bắc vì không chỉ một lần mà có đến 4 lần vi phạm. Kỷ luật là để tốt cho Đình Bắc trong tương lai, ông Văn Sĩ Sơn khẳng định. Thực tế thì Đình Bắc cần có sự chấn chỉnh kịp thời. Tiền đạo trẻ này từng bị đình chỉ thi đấu 3 trận do có hành vi thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu giữa đội trẻ Đà Nẵng và đội trẻ Quảng Nam tại giải hạng nhì 2022. Sự dung túng có thể dẫn đến nhiều vấn đề khó lường với cầu thủ trẻ. Điển hình nhất là sự việc ồn ào giữa Son Heung-min và Lee Kang-in của tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup. Ngôi sao 22 tuổi Lee Kang-in như đã biết là có nhiều lần không tôn trọng các đàn anh, nhưng huấn luyện viên đã dung túng. Mọi thứ sau đó mất kiểm soát khi Lee Kang-in đã xô sát với Son Heung-min và khiến cho Son Heung-min phải băng ngón tay trước trận bán kết với Jordan. Việc nội bộ lục đục đã khiến cho tuyển Hàn Quốc bị Jordan bị loại với tỷ số 0-2. Trở lại với Đình Bắc thì mới đây nhất tiền đạo trẻ này đã có những phát biểu chính thức về điều này. Trên trang cá nhân Facebook của mình thì Đình Bắc đã có lời xin lỗi về hành động của mình trước huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn, câu lạc bộ Quảng Nam cũng như người hâm mộ. Xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên cho Bắc được gửi lời xin lỗi đến huấn luyện viên trưởng Văn Sĩ Sơn, đội ngũ ban huấn luyện và tập thể đội bóng đá Quảng Nam và tất cả người hâm mộ luôn yêu quý và ủng hộ Bắc trong quãng thời gian vừa qua. Bắc nhận lỗi do chính bản thân chứ không đổ thừa cho bất kỳ hoàn cảnh hay là vì lý do gì cả. Một lúc mất tập trung đã khiến cho Bắc đã trễ lịch tập trung của đội và đã làm ảnh hưởng đến thầy và toàn đội bóng Quảng Nam. Lần đầu tiên cho Bắc gửi lời xin lỗi đến thầy và toàn đội Quảng Nam cũng như các cổ động viên đã luôn yêu quý, theo dõi và ủng hộ Bắc cũng như đội Quảng Nam. Đây chắc chắn sẽ là bài học quý cho Bắc trên con đường sự nghiệp. Bắc sẽ khóa lại hết những cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực đã có. Giờ là lúc làm lại từ đầu với mục tiêu được ra sân góp một phần nhỏ sức lực của mình cùng câu lạc bộ thi đấu thật tốt trong giai đoạn tiếp theo. Lời cuối cùng cho Bắc chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Đây là nguyên văn bài viết chia sẻ của Đình Bắc sau khi cầu thủ này đã bị huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn phạt nội bộ và đẩy xuống đội trẻ của câu lạc bộ Quảng Nam. Các bạn thân mến, mới đây hãng truyền thông Chosun của Hàn Quốc cho rằng là Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA nên đưa ngay huấn luyện viên Park Hang-seo làm huấn luyện viên toàn quyền đội tuyển Hàn Quốc sau khi sa thải huấn luyện viên Julian Klinsmann vì cho rằng là không thể tìm ai thích hợp hơn. Như các bạn đã biết thì cách đây ít ngày huấn luyện viên Park Hang-seo đã đầu quân về câu lạc bộ Bắc Ninh ở giải hạng nhì của Việt Nam và giữ vai trò cố vấn. Công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo là DG Management cho biết là hai bên sẽ gắn bó với nhau trong vòng 5 năm kể từ tháng 2 năm 2024 cho đến tháng 1 năm 2029. Ba nhiệm vụ chính của huấn luyện viên Park Hang-seo tại đội bóng này là đào tạo cầu thủ trẻ, định hướng phát triển cho câu lạc bộ và cố vấn về khâu vận hành
theo tiêu chuẩn của các quốc gia ở châu Âu. Trong bản hợp đồng giữa đôi bên có điều khoản là huấn luyện viên Passer có thể đồng thời làm huấn luyện viên cho bất cứ một câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia nào khác khi đang còn giao kèo với Bắc Ninh. Điều này cho thấy là huấn luyện viên Passer vẫn còn nguyên vẹn cơ hội dẫn dắt tuyển Việt Nam nếu được VFF liên hệ trong thời gian tới. Đặc biệt là trong bối cảnh huấn luyện viên Philippe Chaussier đang có niềm tin rất thấp với VFF cũng như người hâm mộ Việt Nam. Trong bối cảnh đó thì ngày hôm nay 21 tháng 2, hãng truyền thông nổi tiếng Chosun của Hàn Quốc đã cho đăng tải bài viết có tiêu đề "Huấn luyện viên Park, huyền thoại của bóng đá Việt Nam, liệu có bước lên làm lính cứu hỏa tạm thời khi tuyển Hàn Quốc đang gặp khủng hoảng?" Bài viết này cho rằng là KFA không thể tìm ai phù hợp hơn so với huấn luyện viên Park Seo để ngồi vào chiếc ghế nóng. Đây là giải pháp tối ưu hơn nhiều so với việc lựa chọn một huấn luyện viên khác đang làm việc ở Celtic hoặc là một nhà cầm quân đến từ nước ngoài. Và sau đây thì xin chuyển đến các bạn phân tích của tờ Chosun Hàn Quốc. Chúng ta cần một lính cứu hỏa để chữa cháy khi tuyển Hàn Quốc đang gặp khủng hoảng. Chỉ còn một tháng nữa thôi thì tuyển Hàn Quốc sẽ bước vào một giải quan trọng là vòng loại World Cup 2026, bắt đầu bằng cuộc chiến gặp Thái Lan. Hiện tại thì có một số ứng viên đang làm việc ở K-League như là Hong Myung Bo, Kim Ha-bum, Kim Ki-dong đang được nhắc đến. Tuy nhiên, nếu KFA thiển cận bổ nhiệm một huấn luyện viên đến từ K-League, tác dụng phụ sẽ là rất lớn. Đội bóng K-League bất ngờ mất thuyền trưởng khiến cho công tác chuẩn bị cho mùa giải gặp trở ngại lớn. K-League chính là nền tảng của tuyển quốc gia và khi đó đội tuyển quốc gia có thể sẽ bị lung lay. Đây là vấn đề không hề liên quan đến việc họ phải là những huấn luyện viên có năng lực hay không. Giải pháp tốt nhất vào lúc này là tìm một huấn luyện viên phù hợp đang không làm việc ở K-League nhằm làm tạm quyền dẫn dắt tuyển Hàn Quốc cho đến tháng 5 trước khi tìm được một vị thuyền trưởng chính thức. Ông Park Hang-seo, huyền thoại của bóng đá Việt Nam, chính là người phù hợp nhất. Trước hết thì ông Park đang không còn dẫn dắt một đội bóng nào mà chỉ nắm vai trò làm cố vấn ở câu lạc bộ Bắc Ninh, giải hạng 3 của Việt Nam. Ông không gặp bất kỳ một trở ngại nào để dẫn dắt tuyển Hàn Quốc. Điều quan trọng nữa, ông Park là chuyên gia am hiểu nhất về bóng đá Đông Nam Á. Nếu dẫn dắt tuyển Hàn Quốc vào lúc này, ông Park có thể giải quyết được tình thế khó khăn mà những nhà cầm quân khác ở K-League có thể gặp phải. Ông Park là người hiểu rõ nhất về điểm mạnh, điểm yếu của tuyển Thái Lan, đối thủ của tuyển Hàn Quốc ở vòng loại World Cup. Hàn Quốc và Thái Lan sẽ còn chạm trán nhau hai lượt trận ở vòng loại World Cup. Trước kia thì đối thủ mà tuyển Thái Lan lo sợ nhất chính là ông Park. Nếu ông Park dẫn dắt Hàn Quốc thì cơ hội để toàn đội giành chiến thắng trước Thái Lan sẽ là rất lớn. Một lý do khác cực kỳ quan trọng là tuyển Hàn Quốc đang khủng hoảng vì nội chiến, những mâu thuẫn nội bộ. Hàn Quốc cần sự lãnh đạo của ông Park. Chúng ta từng thấy ông Park đã gắn kết các cầu thủ Việt Nam nhờ tài lãnh đạo của mình. Ông luôn đề cao kỷ luật, không ngần ngại mắng mỏ những cầu thủ phạm quy hoặc là làm sai quy tắc nào đó một cách rất gay gắt. Nếu ông Park dẫn dắt tuyển Hàn Quốc thì ông sẽ nhận được sự hỗ trợ từ cộng sự là ông Chung Hae-sun và ông Kim Nam-in. Khi đó, Hàn Quốc sẽ có thể thiết lập lại kỷ luật và văn hóa đã bị phá vỡ. Một quan chức trong giới bóng đá Hàn Quốc cũng cho rằng ông Park là người phù hợp nhất để dẫn dắt tuyển Hàn Quốc vào lúc này. Ý kiến đó có thể làm tăng thêm sức mạnh để KFA lựa chọn bổ nhiệm huấn luyện viên Park Seo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.